Vâng, con chào cô nha. Cô Phú Yên vô. Dạ, Phú Yên vô hả cô? À, ôi. Từ Phú Yên vô quý cô chú anh chị. Phú Yên à. Hâm mộ Vũ Linh. Dạ. Hâm mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Ở này viếng mộ ha. Yêu quái chuẩn bị tới nữa. Ừ, có yêu quái xuất hiện lên. Có yêu quái xuất hiện. Quái xuất hiện nha quý cô chú anh chị. Chuẩn bị có đón một cái cơn mưa tầm tã quý cô chú anh chị ơi. Sau khi tán sư minh thiện xong thì trời bắt đầu chuyển mưa rất là lớn. Đó, mấy cô đến đây để viếng mộ chú Vũ Linh thắp hương. Cô vô nào cô? Cô từ Phú Yên vô nào? Hôm kia hả? Dạ. Vô cháu. Vô cháu rồi đến đây viếng mộ chú luôn ha. Mua chị khi hôm đe mà đi 8 tháng ốm mà Vũ Linh coi hôm nay chưa ốm. Dạ, chưa ớt. Cô tới giờ hơn năm mà chưa ớt thôi cô. Chưa ớt. Ừ. Rồi. Một, cô khóc luôn rồi kìa. Cục cửa cái gặp cái điện thoại lấy lên coi tiếp. Dạ. Bữa nay là cô đi với ai cô? Đó, con cháu nó làm tụi này. Dạ. Hôm nay chủ nhật cho nên là cô, cháu trở đến đây ha. Dạ. Cô có cái khăn á cô? Đâu cái khăn rồi. Cái khăn cô kêu cả. Dưới này nè anh Minh. Đâu đi rồi. Đây nè. Yeah. Ông là gì đó. Khán giả ông quay đâu cái quay ông quay gan cái ông quay người ta không à. Nè. Không. Ấy. Rồi. Đúng rồi cô, lao đi cô. Trời mưa tới lớn luôn. Chắc chuyển mưa cái chị không lên luôn sao. Đúng rồi. Mưa tới rồi quý cô chú chị ơi. Trời chuyển mưa đang cận luôn ha. Chị chuẩn bị nấu đồ đựng lên cúng cho chú rồi. À, có mấy chị gái nè. Chị gái cũng mới đến nè. Chị gái em gái, cháu gái. À, ủa gì hả? Em gái từ đâu đến đây em gái? Dạ em ở Đại Nam ạ. Đại Nam hả? Dạ. Ở quê mình ở đây luôn hay sao? Dạ quê em Đồng Tháp. Đồng Tháp ở chỗ nào? Dạ ở Tâm Nông. An Long. Ừ. Anh cũng ở Tâm Nông nè. Em ở bên đời An Long á. Gì hả? Dạ. Nơi Phú Hiệp. An Long thì dưới này dạ. Ở dưới An Long hiện ngoài đây rồi đường dạ. Lên Hồng Ngự rồi. Dạ đúng rồi. Bến phà bữa mình qua. Không, bến phà bữa qua là mình nằm tút ở đây, bến phà tút trên này. An Long mà tút dưới nữa. Đây ở nhà trọ hai. Dạ, chở mẹ em lên á. Vậy là em nằm gần Thanh Bình rồi. Dạ đúng rồi, ừ, em Thanh Bình qua anh đợi tới. Bữa nay chủ nhật qua nghỉ làm á, công ty nghỉ. Dạ chủ nhật công ty cũng làm, có mẹ em ở bán, anh ai chở bớt lên. Em biết em đến mộ chú được mấy lần rồi? Dạ, 3 lần. 3 lần rồi hả? Dạ. À. Lần này em thấy mộ chú làm sao em, có khác lạ gì không em? Dạ em thấy đẹp hơn. Đẹp hơn ha. Thấy như mấy chú gồng xanh tươi hơn ha. Cái này là của chị Hồng Ngọc. À chị Hồng Ngọc. À hai cục gồng người của chị mà. Khán giả. Dạ. Ừ. Rồi. Rồi. Tới công chuyện rồi quý cô chú anh chị ơi. Dông gió tới rồi quý cô chú anh chị. Đó, quá trời rồi. Chuẩn bị sẽ có một cái trận mưa rất là to nha quý cô chú anh chị. Đang kịnh hết rồi. À. Em tới đây lâu chưa em gái? Dạ mới tới à. Mới tới rồi ha. Em là cũng hay xem cải lương chú đóng lắm hả? Dạ không em coi drama thôi. Coi drama không hả? Rồi coi rồi mau mới biết chú hả? Dạ không phải, tại mẹ em không mộ lâu rồi, nhà bác dạ. Có cái lương cũng coi nữa, nhưng mà thích coi drama hơn, tại giờ với trẻ mà. Gì hả? Có gì ai la dữ không nội? Gì vậy? Gì? Hết hồn trời. Nội nào la hết hồn dữ hả? Cái gì hả? Cô Biển, cô Biển.
Rồi bữa nay hồi hộp lắm nghe, công an sáng giờ đến đông lắm rồi đó. Rồi. Rồi quý cô chú anh chị ơi. Trời chuyển mưa quá tàn luôn rồi. Vâng, quý cô chú anh chị ơi, có khán giả đến nữa nè, con chào cô nha. Mình dắt lên lại bên đây đi con. Thầy thích Bình Thiện ở bên trong kia, ở sau Linh qua tại đàn đó cô, chỗ cái nhà kiến ngang qua á. Kiến đi qua hả? Dạ. Cô chạy ra sau Linh qua tại đàn thấy à. Ồ, hello con gái, hello con nha, có hoa hồng nữa kìa. Ôi, mấy mẹ con đem hoa hồng đến trăng lên nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh quý cô chú anh chị. Rồi đi vô, đi đường này nè con. Quá đẹp luôn rồi, hoa quá đẹp. Rồi, cho mấy cô đến thắp hương nha. Rồi, em đây cho anh để khác này rồi. Thì có bông này. Con chủ nhật. Nghe tin chị Hồng Loan lên thì khán giả cũng đến đây cũng sáng giờ đông lắm quý cô chú chị. Liên tiếp luôn đó. Trời cũng sắp đổ cơn mưa quý cô chú anh chị ơi. Chị Hồng Loan nè, quá trời đông trong mộ cậu nè. Chị Hồng Loan lên đó lo sạc pin đi nha. Lo sạc pin. Không, bữa nay trời mưa, sao đâu em. Lo mà cầm dù đi. Lo cầm dù quá, không lo. Bữa nay cậu biết chị Hồng Loan lên thăm cậu không mưa đâu. Không mưa đâu, mưa đây à. Không có mưa đây nữa. Nó có giống miền nó mới hợp vậy. Nó không nhiễu còn mưa đó, nghe nói nhiễu còn mưa đó. Bà con trời đang đợi chị Hồng Loan nè. Này có bé mì đến nha, bé mì cũng thấy hoa rồi cũng được. Ủa, phải Bình Thiện rồi. Con đang lên đợi đón chị Hồng Loan nè. Bữa nay chị Hồng Loan lên nên bà con biết đó, bà con lên bà con đón chị Hồng Loan trước. Đúng rồi, hôm nay là chắc chị phải lên trước một ngày đó chị. Ủa bữa nay mùng 4 không ta? Đúng rồi, mùng 4 mai mùng 5 rồi. Mùng 4 ngày mai là mùng 5 tháng 5. Hồi năm rồi mùng 5 tháng 5 là bánh xèo bánh đồ quá chừng cho cậu luôn nha. Bữa nay chị Hồng Loan đến làm bánh xèo cho chú nè. Chiên bánh xèo cho chú nè. Chiên nhà đem lên. Ừ, đang chiên nhà. Trời ơi, thông tin đã biết mà. Có anten dưới á, anten dưới gửi lên. Anten coi là cây sống dưới. Phát sóng chứ có gì biết hết rồi. Trời mưa luôn mọi người. Rồi mưa đó lại nó đâu mưa đâu. Mưa đây thiệt luôn trời. Nó không mưa đâu, mưa đây à. Chị nói rồi bây giờ là cầm cái dù chứ không phải là mà không có mưa đâu. Tranh thủ sạch bên mưa bay bay thôi à. Mưa bay bay, mưa bão bão. Mưa bão bão ha. Ờ Miko đến nè. Ôi chút xíu mình vô trong nhà mát mình ngồi mình đợi chị Hồng Loan tới luôn nghe con. À, chị Hồng Loan chút xíu chưa chưa tí nữa. Chiên bánh xèo xong rồi đem lên đây cúng cho chú nè. Bây giờ là quý chú chị. Lên đây trước chụp hình thắp hương cho cậu. Đó. Chú nữa đợi chị Hồng Loan lên. Đó, quý chú chị ơi. Thôi thì ủa có mấy cô đây nữa nè, mới tới nữa nè. Thôi. Còn liên tiếp luôn hả? Có hai cô nè, hai cô mới tới. Trời mưa mà. Bến Cát Bình Dương. Dạ. Dạ. Hồ gỗ hoa hồng đẹp quá ha. Mẫu nữa nè. Và hoa hồng đẹp quá quý cô chú anh chị ơi. Cái này có người mẫu lên phụ nè. Ờ có gì fan của thầy Sư Minh Tại nè. Đúng rồi. Fan thầy Sư Minh Tại. Đó, mặc áo của Sư Minh Tại luôn nha. Áo cái màu giống giống bảy sắc cầu vồng nè. Vũ Linh. Vũ Quyến nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh.
trời mưa. Quý cô chú anh chị ơi, chắc như mình phải kết thúc video tại đây. Quý cô chú anh chị, trời mưa rồi. Đó, đợi chị Hồng Loan lên chia sẻ cho bà con cô bác ha. Đó, quý cô chú anh chị.